Đoan Trang đi xích lô đến dự họp báo. Chiều ngày 7 tháng 4, Đoan Trang vui vẻ đến dự sự kiện ra mắt đoàn phim Sài Gòn Anh Yêu Em bằng phương tiện độc đáo. Cô còn mặc áo dài truyền thống. Nữ ca sĩ rạng rỡ vẫy tay chào mọi người khi thấy nhiều ống kính hướng về mình. Đoan Trang quyết định chọn xích lô để đến buổi họp báo vì đây là một trong những phương tiện đặc trưng của Sài Gòn hàng trăm năm nay. Sô-cô-la chia sẻ, chị quyết định nhận lời đóng phim sau 10 năm vì tên gọi của phim quá đáng yêu. Sài Gòn tuy không phải là nơi sinh ra, nhưng là mảnh đất Đoan Trang trưởng thành, làm việc và nên duyên với người chồng hiện tại. La Quốc Hùng là đồng đạo diễn của phim, chàng diễn viên được biết đến với các vai diễn trong phim Hot Boy Nổi Loạn, Vừa Đi Vừa Khóc, Con Ma Nhà Họ Vương, nay đang theo học lớp đạo diễn của Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tác phẩm đầu tay mà La Quốc Hùng làm đạo diễn. Chàng lỗ rất tâm huyết với sản phẩm này vì tình yêu dành cho mảnh đất Sài Gòn. Một đạo diễn khác của phim là Lý Minh Thắng. Ekip cho biết đạo diễn Vũ Ngọc Đạn sẽ đảm nhận vai trò cố vấn nghệ thuật. Phim lấy bối cảnh chủ yếu ở Sài Gòn, xây dựng cốt truyện theo lối đa tuyến nhân vật với những câu chuyện tình cảm thuộc nhiều độ tuổi, tầng lớp xã hội khác nhau. Maya mặc áo dài duyên dáng dự họp báo. Cô cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh bằng một vai diễn có cá tính khác hẳn những vai phản diện trước kia. Vai diễn của Maya lần này hiền lành hơn. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu rất thích thú vì trong phim bà sẽ được hát cải lương. Hai diễn viên của phim nhí nhảnh chụp ảnh cùng nghệ sĩ Ngọc Dầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.